Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 386, một lát sau, công chúa Ninh Hàn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng, giống như không có khúc mắc gì vậy, thậm chí đối với được Thẩm Lãng nở một nụ cười thoải mái. Thật giống như vừa rồi con tiện nhân kia trong miệng Thẩm Lãng kêu không phải nàng vậy. Thẩm Lãng nói, nghe nói thiên nhai hải các gần đây mới ban bố một nan đề, một nan đề toán học thì phải hơn nữa cần phải nan đề cấp độ ngàn năm cái gọi là nan đề cấp độ ngàn năm nói cách khác dựa theo bây giờ văn minh trình độ cần nghìn năm chừng đó mới có thể giải đáp được công chúa ninh hàn gật đầu thẩm lãng lại nói nghe nói có một quyển thượng cổ điển tịch tên gọi huyết kinh sắp xỉ xem như là tàng thư đặc biệt quý báu của thiên nhai hải các công chúa ninh hàn lại gật đầu một cái lúc trước thẩm lãng với tàng thư thiên nhai hải các có sự hiểu lầm rất lớn hắn vẫn cho là điển tịch quý báu nhất bên trong cũng là bí tịch võ công thượng cổ, ví như kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh các loại. Hiện tại hắn mới biết được căn bản không phải. Người bí tịch võ công đối với thiên nhai hải các mà nói, chưa nói tới đến cỡ nào chân quý. Mà sách vở dính đến văn minh thượng cổ, dính đến thần bí học, mới là quý giá nhất. Cũng là thứ thiên nhai hải các tuyệt đối không cho bên ngoài mượn. Thẩm lãng nói, các ngươi ban bố nan đề toán học này, ta có thể giải đáp ra. Điều kiện chính là huyết kinh cho ta mượn xem 24 tiếng đồng hồ. Công chúa Ninh Hàn nói, ngươi chờ một chút, ta đi vào xin phép một chút. Toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau, hai người cũng là cách một cánh cửa tiến hành. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm, không nhìn thấy khuôn mặt cùng biểu cảm. Tiếp đó, công chúa Ninh Hàn liền đi. Thẩm lãng mặc dù đang chờ, nhưng chờ không phải kết quả. Thiên nhai hải các ban bố cái nan để toán học trăm năm, nghìn năm này, chỉ là một nan để à? Không, không phải. Dựa theo thẩm lãng suy nghĩ, nó chắc hẳn là để lộ đầu mối quan trọng để vào một di tích thượng cổ đối với thiên nhai hải các mà nói, đặc biệt then chốt. Cho nên thẩm lãng tới chuyến này, xem như là một thăm dò. Sau một lát, công chúa Ninh Hàn đi ra. Xin lỗi, không được, công chúa Ninh Hàn nói. Thẩm lãng nói, vậy như thế nào mới có thể trao đổi một quyển huyết kinh với các người? Công chúa Ninh Hàn nói, xin lỗi, làm sao cũng không được. Thẩm lãng lặng im. Công chúa Ninh Hàn nói, nếu như không còn gì nữa, ta phải trở về. Thẩm lãng bỗng nhiên nói, các ngươi muốn lấy từ chỗ ta cái gì? vì sao phải dẫn dắt thê tử ta tới chỗ các người sửa đổi huyết mạch công chúa ninh hàn cười nói thẩm công tử ngài suy nghĩ nhiều trên người ngài không có thứ thiên nhai hải các muốn thậm chí trên cái thế giới này cũng không có thứ thiên nhai hải các chúng ta muốn đâu tiếp đó công chúa ninh hàn trực tiếp rời đi dầm mặc dù cánh cửa trước mặt này đóng thế nhưng bên trong lại truyền tới một thanh âm ngài thẩm lãng sau này thiên nhai hải các tuyệt đối không chào đón ngài đến xin ngài tự trọng đây là giọng của học sĩ thẩm lãng rời đi về tới xe ngựa của kiếm vương lý thiên thu xe ngựa trên thất bại à lý thiên thu bèn hỏi thẩm lãng nói trước khi đi ta chắc là chẳng thành công chẳng qua là tới thử dò một cái lý thiên thu nói thăm dò được gì chưa thẩm lãng nói thăm dò ra rồi thẩm lãng quả thực thăm dò ra rất nhiều tin tức đệ nhất thiên nhai hải các ban bố cái nan đề cấp trăm năm ngàn năm cần phải quả thực quan hệ đến đầu mối then chốt vào di tích thượng cổ vì sao bởi vì thẩm lãng đưa ra dùng cái vấn đề khó khăn này trao đổi huyết kinh, công chúa Ninh Hàn hoàn toàn có thể tự mình làm chủ mà từ chối đồng ý. Vì sao còn muốn đi vào bên trong thiên nhai hải các, giống như giả vờ xin chỉ thị các chủ tà tử. Đây là dấu đầu hở đuôi. Tà tử các chủ căn bản cũng không ở đây, cho nên lúc này thiên nhai hải các do Ninh Hàn định đoạt. Trong lòng nàng đã sớm muốn cự tuyệt. Nàng muốn che giấu sự xem trọng của thiên nhai hải các với cái nan đề nghìn năm này. Hơn nữa Ninh Hàn mấy tháng trước mời chào hắn, liền là muốn để hắn hỗ trợ phá giải đầu mối di tích thượng cổ lúc đó bọn họ mới vừa phát hiện tung tích cái di tích thượng cổ này không lâu sau đó thiên nhai hải các liền ban bố cái vấn đề khó khăn này thứ hai thẩm lãng muốn xác định thiên nhai hải các từ trên người hắn muốn có được thứ gì có được chưa kết quả là không có được nhưng thiên nhai hải các quả thực muốn từ trên người hắn lấy được vật gì đó mấy tháng trước thiên nhai hải các phát hiện cái di tích thượng cổ này hết sức quan trọng ninh hàn thậm chí dùng cái từ vĩ đại để hình dung như vậy lúc này Ninh Hàn cùng tả từ các chủ cùng nhau đi khai thác cái di tích thượng cổ. Vì sao nàng sẽ trở về, trở lại thiên nhai hải các? Có phải có chuyện quan trọng gì không? Cái chuyện trọng yếu này cuối cùng không phải cuộc chiến nước Nam ẩu chứ. Như vậy không phải chuyện Mộc Lan sinh con, đưa tới thiên nhai hải các coi trọng trước nay chưa từng có. Trải qua lần thăm dò ngắn ngủi này, sau đó chân tướng vẫn có vẻ hơi khó bề phân biệt, nhưng đã hiện ra một chút mánh khóe rồi, thiên nhai hải các bên trong. Công chúa Điện Hạ, Kim Mộc Lan sinh con trai quả thực không phải Hoàng Kim huyết mạch. Hai vị Thiên Nhai Hải các Đại học sĩ nói, chúng ta đã kiểm tra ba lần, tất cả chỉ tiêu đều đo lường ra, huyết mạch Thiên Phú của thằng bé hoàn toàn di truyền bởi thẩm lãng, gần như hoàn toàn trống không. Ninh Hàn nói, vậy vì sao Kim Mộc Lan sẽ xuất hiện tình trạng an nghỉ đặc biệt như thế? Thiên Nhai Hải các Đại học sĩ nói, chắc hẳn là Thiên Nhai Hải các chúng ta dùng thuốc quá mạnh, cơ hồ là trọng tố toàn bộ điều kiện trong cơ thể để cho nàng thích hợp thai nghén thế nhưng sau khi thiên nhai hải các đình chỉnh đưa thuốc và năng lượng vào khiến cho huyết mạch năng lượng của nàng thiếu hụt cuối cùng gần như kiệt quệ công chúa ninh hàn không nói gì thiên nhai hải các đại học sĩ nói nếu thẩm lãng đã vô dụng có nên giết hay không công chúa ninh hàn rơi vào trầm mặc tiếp đó nàng lắc đầu nhưng lại không có nói cho nguyên nhân bởi vì nàng cảm thấy chuyện này có thể không có đơn giản như vậy mắt thấy cũng chưa chắc là chân tướng kiếm vương tiền bối ngài cảm thấy thế nào về khương ly bệ hạ lý thiên thu vừa đánh xe vừa nói đại anh hùng số lớn kiệt người theo chủ nghĩa lý tưởng quốc quân ninh nguyên hiến cũng nói như vậy đương nhiên ông ta nói càng thêm rõ ràng trên thực tế bây giờ truyền thuyết về khương ly rất nhiều nhưng chân tướng lại thật sự ít ỏi gần như toàn bộ đều bị đế quốc đại viêm cấm vận cái này có chút kỳ quái đế quốc đại viêm hợp lại không chú ý thiên hạ rất nhiều người sùng bái khương ly thậm chí đối với chuyện cấm vận đông ly chuyện cũng không nghiêm túc thế nhưng với chân tướng của khương ly bệ hạ thì cấm vận rất gắt nhất là tất cả thành quả Khương Ly, còn có một chút kinh nghiệm của Khương Ly. Vì như Khương Ly ở nơi nào học võ công, Khương Ly vì sao cường đại như vậy, vân vân. Nguyên bản sự việc dư nghiệt huyết mạch của Khương Ly cũng là bị triệt để phong tỏa. Gia tộc họ chắc thậm chí vì vậy mà diệt tộc. Nhưng bỗng nhiên, sự việc dư nghiệt huyết mạch của Khương Ly liền triệt để bỏ lệnh cấm. Thậm chí rất nhiều gia tộc cũng có thể công khai mời chào, công khai tuyên bố trong gia tộc của chính mình có dư nghiệt Khương Ly. Tất cả chuyện này có vẻ khá ly kỳ, kiếm vương lý thiên thu cùng thẩm lãng cải trang ăn mặc che giấu tai mắt người khác đi về phía tây thẩm lãng không còn là ngồi xe mà là cưỡi ngựa hai người hoàn toàn không ngủ không nghỉ mà chạy đi mục tiêu là núi phù đồ bên ngoài mấy ngàn dặm chỗ đó mới là mục đích thực sự của thẩm lãng hai người xuyên qua toàn bộ hành tỉnh thiên nam ở đây đã là không khí chiến tranh giang đầy thậm chí dọc theo đường đi đều có thể thấy quân đội cùng dân phu liên tục không ngừng xuôi nam hơn nữa tất cả thành trì thậm chí thị trấn đều tiến hành cấm đi lại ban đêm gần như cách mỗi mười mấy dặm cũng sẽ bị quân đội nha dịch dân quân kiểm tra thân phận vô số lương thảo vật tư như là sông vào biển vậy hướng nước nam ẩu vọt tới đây mới là cuộc chiến nghiêng nước từ nổi lên đến xuất binh tầm thời gian mấy tháng từ xuất binh đến khai chiến cũng mất thời gian mấy tháng thẩm lãng thậm chí không cần tận lực hỏi thăm cũng đã biết đại quân vua căng càng ngày càng gần mười vạn đại quân tộc sa man khoảng cách nước nam ẩu có thể chỉ có khoảng cách vài trăm dặm cuộc chiến vận mệnh hai nước chẳng bao lâu liền muốn bạo phát, rời đi hành tỉnh thiên nam, tiến vào trong hành tỉnh thiên tây. Ở đây đồng dạng là mây đen nặng nề, gió thổi báo rông tố sắp đến cảm giác càng thêm nồng nàn. Bởi vì trận đại chiến này, quy mô có thể lớn hơn. Nước sở đã tập kết 23 vạn đại quân. Bên cạnh hai nước Việt sở, hoàn toàn trở thành chảo lửa, lửa dưới đáy không ngừng đang thiếu đốt, mỡ không ngừng lan lộn, nhanh chóng muốn sôi lên. Đến lúc đó, mặc kệ cầm cái gì ném tới trong chảo dầu, đều có thể bị thiếu đốt triệt để đại quân sung yêu Việt quốc bên này đã dốc toàn bộ lực lượng, vẫn chưa đủ. Quốc quân gần như cắn chặt hàm răng, lại điều hơn 2 vạn đại quân tiến vào thành Trấn Tây. 12 vạn đối chiến 23 vạn nước sở. Số lượng cách xa, nhưng tốt xấu Việt quốc là phía phòng thủ. Ninh Nguyên Hiến có yêu cầu lớn nhất với sung yêu chính là chịu đựng, không chế đại quân nước sở, không nên đại quy mô thất thủ. Khi thẩm lãng tiến vào hành tỉnh Thiên Tây, ở đây đã hoàn toàn tiến vào quản chế quân sự hóa. Tất cả thương đội mua bán, người bình thường vãng lai đều bị cấm mặc kệ lý do gì dân chúng bình thường đều không được rời thị trấn của mình toàn bộ trên quan đạo cũng chỉ có quân đội quan viên tín sử người đưa tin mà bây giờ thân phận của thẩm lãng và lý thiên thu chính là tín sử hơn nữa còn là người đưa tin cấp bậc rất cao từ văn điệp thân phận đến mật thư tất cả trang bị đều không có chút kẽ hở cho nên trải qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát thẩm lãng cùng lý thiên thu vẫn là thuận lợi xuyên qua hành tỉnh thiên tây hai người phải xuyên qua khương quốc nhập cảnh nước sở, tiếp đó đi mãi về phía tây, tiến vào núi Phù Đồ. Lúc đi qua thành Trấn Viễn, Thẩm Lãng không khỏi có chút kinh ngạc. Trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây Trương Tử Húc làm thế để làm gì? Vì sao phải đóng ở phủ hầu tước Trấn Viễn nhiều đại quân như vậy? Vì sao phải ở biên cảnh Việt Khương xây dựng nhiều đạo phòng tuyến như vậy? Hôm nay Việt Quốc cùng Khương Quốc hoàn toàn là quan hệ minh hữu đáng tin cậy mà. Hơn nữa doanh địa đặc thù Thẩm Lãng lúc trước kiến tạo, toàn bộ bị dỡ bỏ. Những thứ này doanh địa là cung kỵ binh Khương Quốc đóng quân, bởi vì trên mã khương quốc khá thấp bé, cho nên chuồng, chuồng ngựa, yên ngựa, dây cương vân vân đều không lớn như kỵ binh việt, cho nên ở thành trấn tây phụ cận muốn kiến tạo những thứ danh địa đặc biệt này. nếu như lúc cần thiết đại quân khương quốc trợ giúp việt quốc có thể trực tiếp nhập cảnh tiếp tế tiếp viện, mà bây giờ những hành dinh cho kỵ binh khương quốc lại bị dở bỏ toàn bộ, trương tử húc đây là ý gì? hôm nay vào thời điểm nguy cấp, ngươi lại vẫn phái quân đội phòng ngự khương quốc, chẳng phải là chế tạo mối quan hệ xung đột cho hai nước? lúc thẩm lãng quá cảnh quân đội trương tử húc chặn lại tra hỏi đi nơi nào khương quốc đi làm cái gì bí mật đi xứ nhiệm vụ gì ngươi còn chưa đủ tư cách biết người sĩ quan kia mặt mày run lên thân phận văn điệp thẩm lãng lấy ra văn điệp thân phận của hai người còn có một tấm lệnh bài đây không phải là lệnh bài hát thủy đài mà là viết một chữ nguyên tức khác người sĩ quan kia biến sắc sau đó giao hết tất cả mọi thứ thẩm lãng yên lặng cho đi thẩm lãng cùng lý thiên thu cùng tiến vào cảnh nội khương quốc thiên hộ hai người này là ai vậy thiên hộ chỉ lên bầu trời bên cạnh bách hộ cũng tức khắc ngậm miệng không nói bệ hạ cũng thật là đường đường nước lớn lại la liếm một man di tên bách hộ kia nói khương quốc này có lợi hại thì thế nào nếu vương chúng hoàn toàn bị thẩm lãng ăn nằm một đôi cầu nam nữ sớm muộn gì đại quân chúng ta cũng tiêu diệt đám man di này bên cạnh một bách hộ khác cười lạnh dù cho đại chiến sắp tới việt quốc bên trong vẫn có phe phái đối lập khương quốc rõ ràng là minh hữu trương tử húc ở hành tỉnh thiên tây vẫn như gieo rắc lý luận uy hiếp khương quốc như vậy ở trong lòng người này phe phái lợi ích lớn hơn với lợi ích việt quốc sao nhưng mà thẩm lãng bây giờ toàn tâm toàn ý chỉ cứu cục cưng mộc lan những đại sự quốc gia này liền tạm thời để ở một bên thậm chí vương thành của khương quốc gần trong gang tấc biết đại ngốc liền ở bên trong vương cung hai người cũng không có tiện đường thăm hỏi nhưng mà mây đen chiến tranh cũng đã che phủ ở bầu trời nước khương rồi bởi vì rất nhiều dân du mục đều rời đến phụ cận vương thành, bởi vì nơi đó có đại quân đóng. Trên thảo nguyên của Khương quốc, thường xuyên thấy kỵ binh hò hét gióng chống khua chiêng qua lại, không phải tuần tra mà là huấn luyện. Vì đối mặt đại chiến có thể bùng nổ, vua Khương Arunana cũng đại quy mô kêu gọi nhập ngũ trên toàn quốc, hơn nữa đã duy trì hơn nửa năm. Lúc này toàn bộ trên thảo nguyên, khắp nơi đều huấn luyện kỵ binh, băng qua nước Khương, xuyên qua hơn nửa nước Sở. Tầm dùng thời gian 8 ngày 9 đêm, thẩm lãng cùng lý thiên thu chạy đi mấy ngàn dặm xuyên qua ba quốc gia cuối cùng đi tới dưới núi phù đồ núi phù đồ nó nằm ở khoảng giữa ba nước sở tân càn và tấn nó không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào thiên nhai hải các vẫn cùng thế giới thế tục giao tiếp chỉ ít hàng năm còn có thể thả ra rất nhiều nan đề ván cờ các loại để người trong thiên hạ giải quyết hơn nữa hàng năm cố định mời chào mấy người biến thành học sĩ danh dự của thiên nhai hải các nhưng núi phù đồ không giống như vậy nó đặc biệt thần bí ít cùng thế giới bên ngoài giao tiếp cũng rất ít nhìn thấy núi phù đồ có đệ tử đi lại bên ngoài. Thậm chí đơn thuần vị trí địa lý, nó như từ chối cho người ngoài đến. Nó ở một hòn đảo nhỏ chính giữa phù hải. Phù hải cũng không phải tên một biển, mà là một hồ, đặc biệt to lớn hồ, vượt qua 6.000 cây số vuông. Sở dĩ gọi phù hải là bởi vì độ cao của nó so với mặt biển cực kỳ cao, có thể vượt qua 3.500 mét. Cùng hồ Thanh Hải chúng ta có chút cùng loại, nhưng nước hồ Thanh Hải chúng ta là mặn, mà nước phù hải cũng là nhạt muốn đi vào núi phù đồ nhất định phải đến bến tàu phù hải bằng không bất kỳ thuyền nào xuất hiện ở trên phù hải nhất định sẽ lọt vào công kích của núi phù đồ trước mắt chính là bến tàu phù hải thẩm lãng không khỏi kinh ngạc cái này quá nhỏ rồi hơn nữa chỉ có một chiếc thuyền nhỏ đậu lại trên bến tàu có thể thấy được núi phù đồ không chào đón người ngoài tiến vào đến cỡ nào vị sư huynh này đệ phải về núi phù đồ thẩm lãng tiến lên phía trước nói nhà đo cũng là đệ tử núi phù đồ lúc này đang ngủ gà ngủ gật nguyên nhân căn bản hơn nửa tháng cũng sẽ không có một người ngoài tiến vào núi phù đồ lúc này nghe được lời thẩm lãng nói gã không khỏi run run một cái mở mắt ra nhìn một hồi ngươi kêu sư huynh là ta đấy à hơn nữa còn phải về núi phù đồ giả mạo đệ tử núi phù đồ muốn chết sao đệ tử núi phù đồ ai ta đều biết không có người như ngươi đâu rời khỏi nơi này nhà đò cất giọng thản nhiên thẩm lãng nói thiệt mà đệ là đệ tử mớ của núi phù đồ sư phụ của đệ là ngô đồ tử nhà đo cười nhạt một phen. Ngô đồ tử căn bản không có đệ tử, ngô tuyệt là cháu ruột của cô ta, vậy mà còn không nhận. Dạng thiên sát cô tinh như ngô đồ tử thiên, bên người ngay cả con ruồi đều không tha cho, huống chi là người. Cả đời cô ta đều ở đây luyện võ, cả đời đều ở đây làm nghiên cứu. Nếu ai nói qua với cô ta vượt qua ba câu, cô ta có thể dâng lên sát khí. Bởi vì ngươi lãng phí thời giờ quý báu, lúc còn trẻ có người đi ra mắt với cô ta, thế mà cô ta đá nát một trứng của kẻ đó người như vậy sẽ thu đệ tử nếu ngươi không đi phải chết nhà đò cất giọng thản nhiên hắn nhìn ra lý thiên thu võ công đặc biệt cao nhưng hắn không sợ bởi vì núi phù đồ đó độc mới là lợi hại nhất dù cho võ công của ngươi cao hơn nữa cũng đỡ không được thẩm lãng nói sư huynh đây là lệnh bài của đệ mời xem thẩm lãng hai tay đưa qua một cái lệnh bài đặc biệt tức khắc phía sau kiếm vương lý thiên thu cũng lại càng hoảng sợ thẩm lãng khi nào có lệnh bài núi phù đồ làm giả sao cái này cái này chính là sẽ chết người thiên nhai hải các lợi hại cỡ nào núi phù đồ sẽ lợi hại cỡ đó người lợi hại cỡ kiếm vương lý thiên thu đều hoàn toàn không để vào mắt ngô tuyệt người ta trực tiếp đã nói lý thiên thu là tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể núi phù đồ chúng ta gián tiếp hại vợ ông ta không có gì hay để giải thích ý kiến là vợ của lý thiên thu có chết thì cũng chết rồi có gì đáng quan trọng hơn đâu nếu núi phù đồ muốn giết thẩm lãng lý thiên thu thật sự không gánh nổi dù cho liều mạng cũng không giữ được tên lái đỏ đầu tiên là hết hồn thế giới này thật đúng là không có sợ chết dám giả tạo lệnh bài núi phù đồ sẽ chết không có chỗ trôn mặc kệ thân phận gì lai lịch ra sao đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng tiếp nhận lệnh bài sau đó lái đỏ núi phù đồ này kinh ngạc phát hiện lệnh bài kia hóa ra là hàng thật chất liệu trọng lượng màu sắc hoa văn ẩn đều giống hệt nhau hướng về phía ánh nắng chiếu một cái theo góc độ biến hóa một hồi xuất hiện hai chữ phù đồ một hồi xuất hiện một pho tượng Phật dáng vẻ trang nghiêm tất cả mọi người biết lệnh bài núi phù đồ có ẩn cơ quan căn bản không có thể phòng theo vậy vậy người trước mắt này có lệnh bài nói rõ ràng đệ tử Ngô đồ tử điều này sao mà được kia chứ nếu cô tinh này mà thu đệ tử sao hơn nữa cô ta gần như cho tới bây giờ cũng không có rời đi núi phù đồ nửa bước làm sao có thể ở thế giới bên ngoài nhận một đệ tử người xác định là đệ tử trưởng lão Ngô đồ tử thẩm lãng nói không thể giả được ngô đồ tử dĩ nhiên là trưởng lão núi phù đồ thân phận so với trong tưởng tượng còn cao hơn tên lái đò trong lòng cảm thấy vô cùng ly kỳ hoàn toàn không thể tin được thẩm lãng là đệ tử ngô đồ tử nhưng có người lệnh bài gã nhất định phải chịu trách nhiệm đưa đón cho nên nhà đò gật đầu một cái rồi nói vậy được ngươi lên thuyền đi chỉ có thể một mình ngươi nghe những lời này lý thiên thu tức khắc nóng này có kiếm vương bảo hộ thẩm lãng tiến vào núi phù đồ cũng không nhất định có thể sống huống chi là thẩm lãng lẻ loi một mình hắn hoàn toàn tay chói gà không chặt. Hắn làm giả lệnh bài, hơn nữa còn chế tạo giống y hệt. Chuyện này coi như chết chắc hoàn toàn. Nhưng thẩm lãng hướng Lý Thiên Thu kiên quyết gật đầu, tiếp đó bước lên thuyền nhỏ. Tiếp đó từ trong nước lại có một chiếc đò trồi lên, có một tên lái đò trên đó xuất hiện, lặng lặng chờ đợi trên bến đỏ. Tên lái đò mới này vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Thẩm lãng kinh ngạc, dưới nước này đến tục cùng ẩn giấu bao nhiêu người, bao nhiêu con đò hả. Sau khi lên đò, nhà đò không nói hai lời cứ thế trèo, con đỏ bơi về phía bắc. Lý Thiên Thu trong lòng thở dài một tiếng, mặc cho số phận đi, hy vọng hắn có thể sẽ chế tạo kỳ tích, nhưng rõ ràng quá xa vời. Ở núi Phù Đô bất kể là cứu người hay là cướp người, thực sự đều vượt qua năng lực của Lý Thiên Thu. Hết cháp 386.